Rồi trước tiên là chị cho em biết tên của chị ạ. Chị tên là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1963, hiện nay chị đang ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chị Hạnh hôm nay là lên kiếm kiếm ai chị Hạnh? Chị muốn kiếm người thân cho mẹ chồng chị. À, kiếm người thân cho mẹ chồng. Dạ. À, cụ thể là mối quan hệ như thế nào với mẹ chồng, vai vế như thế nào? Như thế này chị nói đầu đuôi cho chú nghe nhá. Năm mẹ chị 13 tuổi, mẹ chị có bị bế em ra ngoài phố chơi thì có một ông cụ ở bên Hưng Yên đi buôn bán sang bên Nam Định, thành phố Nam Định. Thì ngày hôm đó mẹ chị bế em ra ngoài phố Nam Định là ở phố Lăng Tĩnh. Phố Lăng Tĩnh, đại nhà ở gần bốt phố đỏ ở đằng sau gốc cây đa cây si ở thành phố Nam Định. Thế thì ông cụ mới có bảo với mẹ chồng chị là bây giờ mới dụ mẹ chồng chị là bây giờ mày mang em về đi rồi đi theo tao, tao mang về Hưng Yên chỉ cho ăn học thôi, không phải làm một cái việc gì hết. Thế thì nói thật mới Tuấn Vĩ như thế này là mẹ của mẹ chồng chị ấy, là tức là bà ngoại của chị đấy thì mất sớm, thì ông ngoại có lấy vợ hai thì mẹ chị lúc đó mới bế em ra ngoài phố chơi đấy. Thì ông cụ mới dụ mẹ chị đi, thế là mẹ chị mới mang em về cho bà mẹ kế và đi theo ông cụ đó về bên Hưng Yên ở đến bây giờ em ạ. Nhà nghe người Đi ta bảo vậy rồi đi theo luôn. đi theo luôn. Nhà Và rồi. lúc đó mẹ chị mới 13 tuổi, năm nay Dạ. mẹ chị là 93 tuổi, là 85 đấy Tuấn Vĩ ạ. Ồ, dạ. Rồi cho em hỏi là bà cụ tên gì? Nếu mà mẹ chồng chị mà ở bên bên ngày xưa bố mẹ đẻ đặt tên là Điệp, còn về bố nuôi mang về đấy thì đặt tên là Luyện Thị Bé. Dạ, nói chung là tên Điệp thôi chứ còn tên bé thì gia đình không biết đâu. Dạ đúng rồi, Dạ, tên dạ. Điệp. Rồi, và cụ thể là bà sinh vào năm nào Năm ta? 1930, 32, 33 gì đó đấy. 1932, khoảng 1932. Dạ, là quê là ở Hưng Yên nhưng mà sau đó thì là bị dụ về Nam Định ở. Quê thì chính gốc ở Nam Định. À, dụ về Nam Hưng Yên. Dạ. Đúng, tôi về Hưng Yên. Dạ. Phố Rồi. Lăng Tĩnh. Phố Rồi. Nam Định cũ. Rồi. Dạ. Và chị cho em hỏi là trong gia đình thì bà có nhớ được tên ai không? Không, mẹ chị vẫn nhớ hết. À. Ông ngoại chị tên là ông Linh, nhưng mẹ chị không nhớ họ thôi. À. Đó. Bố đẻ Rồi. tên là Linh. Còn một chú tên là chú Phương, một chú tên là chú Long, một chú tên là chú Phúc. Dạ. Đó. Trời ơi, vậy mà sao mà lâu nay biết tên vậy mà không có về kiếm chị? Không, nhà chị có đi về kiếm rồi nhưng mà cái lúc đó nó bị loạn lạc đấy. Thế cho nên không tìm thấy ạ. Và coi như anh chị em ruột của mẹ chị tên là một chị gái lớn tên là Quý. Dạ. Một chị tên là Thảo. Dạ. Anh trai tên là Hòa. Trời ơi, nhớ hết vậy mà Đó. thiệt. Còn mẹ chị thì tên là Điệp. Dạ. Còn mẹ chị còn nhớ là mẹ kế của mẹ chị tên là bà Vóc. Dạ, trời ơi thiệt. Cái này mà Em trời. trai của mẹ kế của mẹ chị tên là ông Lãng. Dạ. Và người con trai mà mẹ chị, cái người em trai mà mẹ chị bế đó tên là cậu Bình. Đó, mà về sau còn nếu mẹ chị đi rồi thì không biết là có sinh thêm được người nào nữa thì không biết. Dạ. Đó. Thế cho nên là Rồi. mẹ chị là nhớ hết tên nhưng mà không nhớ họ thôi. Thì cho nên chị Dạ. cũng rất là mẹ chị là buồn lắm. Cứ năm nào mà Tết này, những ngày Tết, ngày giỗ thì mẹ chị đều khóc không à. Mà Dạ. chị là có đi chương trình coi như chưa hề cuộc chia ly là chị đã đi rồi, tất cả các chương trình là chị đã đi mấy chương trình rồi nhưng mà không có được, thì hôm nay chị cũng muốn nhờ kênh của Tuấn Vĩ là giúp đỡ mấy cộng đồng mạng, giúp đỡ gia đình nhà chị cho mẹ chị đến lúc cái tuổi xế chiều rồi đấy, thì mẹ Dạ. chị 3 tuổi rồi thì
tất cả gia đình nhà chị ai cũng khao khát mong muốn để mẹ chị biết là nguồn cội của mẹ chị là như ở đâu để về. Thứ nhất là mẹ chị về thắp nén nhang cho cửu huyền thất tổ rồi cha mẹ. Thế cho nên là mẹ chị mong muốn lắm, mà chị là người con dâu nhưng mà chị rất thương mẹ chị, là mẹ chị coi như là cứ mong mỏi ngày đêm, mà lúc nào mẹ chị cũng có một cái kiểu như cái mặc cảm ấy, là mình là con mày con nuôi, mình không anh trên không em dưới ấy. Thế cho nên chị thương mẹ chị lắm. Thế cho nên chị cũng nhắn tin cho Tuấn Vĩ rất nhiều lần rồi, nhưng mà chị biết là Tuấn Vĩ rất là bận, cho nên là hôm nay là Tuấn Vĩ là chị mừng lắm. Ok chị. Rồi em đã nắm được cái nội dung câu chuyện. Thì em xin tóm tắt lại một chút xíu chị nha. Là hôm nay chị muốn lên chương trình để đại diện cho bên mẹ chồng chị để kiếm về nguồn cội của bà. Đúng Thì rồi em. theo như cái sự chia sẻ của chị đó thì là bà tên là Điệp chị ha. Bà Đúng rồi tên em. tên tên gốc của bà là Điệp và khoảng sinh năm 1932 31 32 gì đó, 33 gì đó, khoảng khoảng đó thì lúc khoảng 13 tuổi thì bà lại không may là có một cái ông đó là quê là ở Hưng Yên mà về Nam buôn bán ở Nam Định và dụ bà về về Hưng Yên. Vì vậy cho nên á, là kêu là về thả em ở nhà đi rồi đi theo ông. Vì vậy cho nên là lúc đó đó thì là bà có người em đó tên là Bình, là em trai tên là Bình. Vì vậy cho nên là đã về trả em Bình và đi theo ông về về ở Hưng Yên và đã thất lạc gia đình từ đó. Còn tên của những người trong gia đình thì như chị nêu trên đó thì là có rất là nhiều người liên quan. Vì vậy cho nên là cũng hy vọng rằng là bên gia đình của bà có nghe được câu chuyện này. Và nếu may mắn á, thì bây giờ cậu Bình có thể còn sống thì để cho chị em còn được gặp nhau. Hoặc là sau cậu Bình đó, sau cậu Bình thì không biết có sinh thêm được em nào nữa hay không. Còn mà những cái người mà chị nêu tên trước đó thì theo em nghĩ là bà năm nay cũng đã 90 mấy tuổi rồi thì chắc là những Không người đó còn. chắc không còn đâu, không À, còn. nhưng mà chị mong là có anh em con của các bác đó mà Dạ, nghe cái đúng thông rồi. tin này thì là lên tiếng. Ừ, Đó. dạ, đúng rồi. Ok chị, rồi Dạ vâng. em đã nắm được nội dung câu chuyện rồi thì cũng hy vọng rằng là ở trong cộng đồng cũng sẽ có người biết được bà con nội tộc của bên gia đình mẹ chồng chị. Dạ 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 chú Chấn Vĩ cho chị, nếu mà cộng đồng mạng ai mà biết được cái thông tin này thì chị xin gửi 10 triệu ạ. Dạ vâng Rồi, ok chị. vâng Rồi vậy chúng ta chờ tin vui nha chị nha. cảm ơn chú Chấn Vĩ, chị cảm ơn em và chị cảm ơn tất cả cộng đồng mạng. Chị chúc gia đình Tuấn Vĩ hạnh phúc và kênh của em phát triển ngày càng một lớn nhá. Chị hay coi kênh của em lắm, chị hôm qua chị mới coi cái cả nhà nhảy dây, chị có bình luận không? Cho nên là chị cảm ơn em nhiều nhá, chúc em nhá, Dạ, ok chị. Rồi em chào cảm chị ha. ơn em nhá, rồi Dạ chào vâng. chào Dạ dạ. mạng cả, dạ cảm Dạ ơn vâng. cảm ơn. Dạ. Rồi trước tiên là chị cho em biết tên của chị ha. À, chị là Lê Thí Liễu. Ở trong chị thì trong giấy thì sinh năm 1968 nhưng là sự thật là chị sinh năm 1969. Dạ. Chị Liễu hiện tại là ở tỉnh nào chị? Chị ở ấp thôn B, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Hôm nay chị Liệu kết nối là để kiếm ai chị ha? Chị tìm cha chị á, Tuấn Vĩ. Ba có chị tên gì và sinh năm nào chị có nắm được không? Chị không có rõ là sinh năm nào, như ba chị là tên là không có, cũng không có rõ là họ luôn, hồi xưa là trưởng quý lắm. Chuẩn úy lắm hả? À trưởng quý lắm. Lắm là trong từ là nhiều lắm ha. À Lắm đúng rồi, ha. lắm lắm. Và hồi đó là cái sự mà mất liên lạc giữa chị với ba chị như thế nào? Là ngày xưa là mẹ chị quen cha chị là năm 1968 đó. Rồi xong rồi cái cha có cái tin người nhà bệnh nặng gì đó, xong cha bỏ đi. Bỏ đi là cái thời gian bỏ đi là cha không có hay là mẹ chị mang bầu chị. Cho nên đi cha đi thời gian rồi mẹ mới hay là mang bầu chị.
À, và chị có biết được quê quán của cô ba chị ở đâu không? Nghe mẹ nói đâu là Bình Dương, Đồng Nai gì đó, cái thời cái năm 869 gì đó là mẹ năm mẹ đó, mẹ cũng không rõ là tại vì mẹ chưa lên đó lần nào. Và ba chị đi lính ở đâu mà quen mẹ chị? Ba chị đóng ở vùng binh Cà Mau nè, tướng Vĩ, À, đi lính với Cà trưởng quý, Mau. trưởng quý đóng đồn ở vùng binh Cà Mau luôn. Mẹ của chị tên gì? Mẹ chị là Nguyễn Thị Diệt. À, Diệt trong từ Việt Nam á hả? À, đúng rồi, Diệt, Diệt. Nguyễn Thị Diệt, mẹ con khỏe không chị? À, mẹ thì mẹ còn khỏe lắm. Rồi rồi nghe nói rằng là quê ba là ở Bình Dương. Bình Dương, Đồng Nai gì đó, mẹ chỉ nghe là vậy. Trên miền Đông. Và vậy là sinh chị ra năm 1968. 69. À, 69. Tại vì xanh rồi đó, không biết mẹ thai sao mà 568 đó, chứ sinh chị ra là 569. Rồi, ok chị. Vậy thì em tóm tắt lại câu chuyện là hôm nay chị lên chương trình để kiếm cha, nghe đâu là cha tên là Chuẩn Quý Lắm. Đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. À, Chuẩn Quý Lắm. Và vào năm 1968 thì ba đi lính ở dưới Cà Mau và quen biết với mẹ tên là Nguyễn Thị Việt. Và đôi bên đã có với nhau một người con, chị sinh năm 1969. À, và sau khi đôi bên quen biết nhau đó thì cũng không biết lý do gì mà mất liên lạc với ba. Vì vậy cho nên là cũng hy vọng rằng là ba chị là Chuẩn Quý Lắm có nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra là trước đây là có đi lính dưới Cà Mau và có quen biết với mẹ chị là Nguyễn Thị Việt. Ngoài ra nữa thì cũng mong ở trong cộng đồng hoặc là bà con trong dòng tộc mà có nghe đến tên của Chuẩn Quý Lắm thì có ai cùng tên này thì mong cô chú anh chị lưu ý và đến báo cho bác Lắm hoặc báo cho gia đình biết dùm để chị kết nối với bên nội của chị. Nội dung câu chuyện là như vậy chị ha. À đúng rồi đó thiên vị. Ừ, Rồi, ok chị. Rồi dậy có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị hay nha, chị nha. đó thì ai báo tin, ai nhận được có tin báo thì chị hậu tạ 10 triệu á. Rồi, ok chị. Bye bye chị nha. Chị chào Tuấn Vĩ nha. Chào Tuấn Vĩ, chào cộng đồng mạng. Chị tên là Trần Thị Hợp. Chị Hợp hiện tại là ở tỉnh nào? Ở tỉnh Bình Định. Hôm nay chị Hợp kết nối là để kiếm ai chị Hợp á? Chị kết nối để tìm cội nguồn cho mẹ chồng. À, tìm cội nguồn cho mẹ chồng. Mẹ chồng của chị tên gì? Mẹ chồng của chị hiện tại tên ba nuôi đặt là Nguyễn Thị Hiệp. Nguyễn Thị Hiệp. Nguyễn Thị Hiệp là sinh năm mấy? Hiệt Hiệt Hiệp. á, hê tờ yết á, Hiệt. Hiệp. Bà Hiệt là sinh năm mấy? Sinh năm trong khoảng 1939 đến 1941. Từ 39 đến 41. Và hồi đó bà Hiệp thất lạc gia đình trong cái hoàn cảnh thế nào? Bà thất lạc năm 1945 ở tỉnh Nghệ An. Tức là hồi đó là đội cơn đội năm 1945 ấy, thì kỳ hồi mà bà đang còn khỏe thì chị có hỏi bà thì bà có nói là có người bắn cá là bỏ bà trong gánh gánh lên gánh đi, ý là bà tầm đó là bà chỉ có 3 4 tuổi gì đó thôi, thì bà nhớ như vậy, thì bà có kể với chị như vậy là bà cũng có nhớ rằng là nhà nhà bà là có sóng có cạp, ý là sóng là biển gì đấy, ý là bà có nhớ nhớ là hồi khi còn trẻ. Nhưng mà giờ bà thì bà cũng cứ mơ mơ màng màng vậy, bà cũng không có, vì bà lớn tuổi rồi, bà mơ mơ màng màng. Thì vừa rồi là chị cũng có ăn hại cứ lo, thì có lên cái hồi đó làm bịch là cái ấy của em là Rồi ba chị trăm ơi, mấy đấy, rồi. nhưng mà chị lên đàn thì cũng sẽ Mình nói cái việc của mình trước, rồi nói cái sự xuất thân của bà và cái sự thất lạc của bà trước. Còn cái việc mà trước đây nghi ngờ với trường hợp nào đó là chúng ta sẽ tính sau chứ chị nói lộn xộn là không ai hiểu được cái sự xuất thân của bà như thế nào cả. Và chị kể cho nó tròn cái câu chuyện là có người gánh bà như thế nào và cho bà trong trường hợp như thế nào trước. Chứ bây giờ chị bang qua cái chuyện của anh Hải làm sao người ta hiểu được.
Là bà nói là có người bán cá là gánh bà bỏ trong gánh như gánh, nhưng mà cái ông cha nuôi á thì là lùm bà được ngay ngã ba trạm ở Yên Thành, ngã ba trạm cái gì anh ấy, trạm gì ấy? Trạm ngã ba Bảo Thành ngay nhà nhà thờ Bảo Nhám. Mà lúc đó là bà ốm yếu ghê lắm, bà ốm, bà bị đau rồi là bỏ ngay chỗ ngã ba đó. Rồi ông cha nuôi, cái ông mà hiện tại nuôi mà hôm á thì là ông đưa về ông nuôi lớn lên. Rồi, có nghĩa là trước đây thì vào năm 1945 là lúc đó là gọi là nạn đói năm 45 đó, thì bà Đúng rồi. được không biết ai đó đã bỏ ở ngã ba Bảo Thành, tức là gần chỗ Bảo Nham của tỉnh Nghệ An đúng không? Bảo Thành Nghệ, Ngã ba Bảo Nham đúng rồi. Yên Thành Nghệ An, đó. Yên Thành nghe. Cái nội dung của bà là bà thất lạc trong cái hoàn cảnh như vậy đúng không ạ? Rồi vậy thì trên cộng đồng mà có ai trước đây mà có bỏ mất một người người bạn, một người em, người chị hay là một người trong gia đình ở cái địa điểm nọ đó mà đáng nghi ngờ thì là người ta lên tiếng thì đôi bên để xét nghiệm cùng nhau. Đó thì chị phải nói như vậy thì nó mới ra cái sự thất lạc của bà. Rồi bây giờ mới nói đến cái chuyện của anh Hải là trước đây gia đình anh Hải cũng có thất lạc mất một một người và cũng có nghi ngờ bà có liên quan nhưng mà trong quá trình xét nghiệm thì không trùng khớp. Đại khái là như vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok Thì chị. nói chung là giờ lên mạng là thì gì, quả máy là có con hoặc cháu gì đó, cháu rồi là cha mẹ hay ông bà có truyền lại là nói có người cô như vậy thôi, chứ còn vì là bà giờ bà lớn tuổi rồi thì bà cũng nhớ gì nữa, mà bà cũng giờ yếu rồi là bà cũng mong là biết được cội nguồn ở chỗ nào đấy, là chị lên chị Rồi ô làm. Mong cộng đồng mạng là chia sẻ, ai mà biết tung tích của bà thì bà xin hỏi tạ 10 triệu. dạ dạ rồi ok chị, em đã nắm được cái nội dung câu chuyện rồi nha chị nha, rồi có ai lên tiếng em báo cho chị biết nha. Rồi xong rồi, rồi chào Tuấn Vĩ, chào cộng đồng. Xong rồi chị.